Tiết mục đọc thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và những bài viết về ông do Mạc Huy phụ trách. Trân trọng kính chào quý vị. Tiết mục này nằm trong chương trình Sẽ có một ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Quý vị có thể nghe lại các chương trình này trên YouTube qua đề mục Tâm sự nước non. Hôm nay kính mời quý vị nghe bài tựa cuốn Hoa Địa Ngục do chính tác giả viết từ tháng 2 năm 1996, 3 tháng sau khi ông ra hải ngoại. Thi phẩm này được tổ hợp xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, tái bản vào năm 2007. Khổng Tử có lời luận về thơ như sau: Thi khả dĩ quan, khả dĩ quần, khả dĩ hưng, khả dĩ oán. Nghĩa là thơ có khả năng giúp ta biết nhìn nhận, biết tập hợp, biết hưng khởi, biết oán giận. Suốt cuộc đời làm thơ, lúc nào tôi cũng theo tôn chỉ quan, quần, hưng, oán đó, vì tôi nghĩ nó tóm tắt khá đủ về chức năng của thơ. Nhưng do năng lực giới hạn, thơ tôi chưa đạt được 4 tiêu chuẩn trên. Hegel nói thơ là thuộc lĩnh vực thần linh, có lẽ nói thế hơi quá. Các bậc túc nho Trung Quốc, Việt Nam xưa cũng bàn về chất thơ. Họ cho rằng thi tại ngôn ngoại, bất tại ý chung. Ý nói chất thơ ở ngoài lời mà không ở trong ý. Vậy nó nằm trong tình, trong cảm, trong sức rung động xuất thần chăng? Gilles Lemaître coi hàng vạn câu thơ của thi hào Virgile chỉ có vài trăm câu thực sự là thơ, phần còn lại chỉ là kỹ thuật văn chương tinh xảo. Thơ đúng nghĩa của nó khó như vậy, nên Thiers nói, cho ông chỉ huy một đạo quân, ông thấy dễ dàng thành công hơn là làm mấy câu thơ. Vì ông tướng còn có thể dựa vào tinh thần binh lính và may ra, có thể gặp đối thủ là một tướng hèn, một đội quân yếu. Làm thơ, ông không trông cậy vào đâu được ngoài chính tâm hồn ông. Còn việc sắp đặt vần điệu, chữ nghĩa, ông coi đó chỉ là công việc của người thợ mộc. Vì đồng tình với những nhận xét trên, nên từ tuổi 17-18, tôi đã chủ tâm viết văn xuôi, một thứ văn bình dị để ghi lại những sự kiện khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Còn những thể loại như tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tôi thấy cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chúng lại có những khó khăn khác, đòi hỏi những khả năng khác. Nhưng do phải sống dưới ách độc tài cộng sản, một thứ độc tài ngu xuẩn, quái dị, việc viết lách rất nguy hiểm. Công an có thể ập vào nhà lục soát bất cứ lúc nào. Nói năng với bạn bè cũng phải cẩn trọng, lộ ra tư tưởng bất mãn chế độ là tù ngục hàng chục năm như chơi. Ca ngợi hàng hóa Pháp Mỹ, chê bai hàng hóa Nga Tàu cũng đi tù. Mọi người phải thủ khẩu như bình để giữ thân. Năm 1966, tôi nằm ở trại tạm giam Trần Phú, Hải Phòng. Có gặp một thanh niên độ 20 tuổi là anh Lê Dư, trưởng ban tuyên truyền đoàn thanh niên nhà máy cơ khí Duyên Hải. Anh có chép vào sổ tay dăm bài thơ, có hai câu phản động nhất là: nghe tiếng còi đêm tưởng đời gõ cửa, ngoảnh mặt nhìn bốn phía vẫn là không. Anh bị Tòa án Nhân dân Hải Phòng xử 6 năm tù. Anh Hoàng Năng, bạn anh Lê Dư phê vào mấy bài thơ đó vài chữ: rất buồn, rất xúc tích. Anh bị xử 5 năm vì tội kích động tư tưởng. Đó là đảng đã chiếu cố cho hai anh là những thành phần tốt. Nhà thơ Trúc Cương trong Hội Nhà văn Việt Nam, anh ruột của Lê Dư, là đàn em của Nguyễn Đình Thi, lại cùng cánh Hải Phòng. Nhờ Nguyễn Đình Thi xin hộ cho em mình. Nhờ Thi xin cho nên hai anh Lê Dư, Hoàng Năng chỉ ở hơn một năm thì được tha, nhưng bị đuổi việc, sống vất vưởng, thực là đại phúc. Với hoàn cảnh ấy, tôi phải làm thơ, nhất là ở trong tù, giấy bút không có, khám trại thường xuyên, bọn tù bẩm báo lại không thiếu.
Thơ có thể làm trong đầu, học thuộc, giữ trong đầu, văn xuôi thời chịu. Nhưng dùng thơ mà để bàn tới chính trị, mà để luận tội, mà để miêu tả hiện thực, toàn cảnh bắn giết đánh đập cùm kẹp rớt rãi tranh giành ngô khoai sắn, thì rất khô khan, khó có chất thơ. Nhưng vẫn phải làm để cho mọi người và con em sau này biết rõ về tội ác cộng sản, về thảm cảnh của dân tộc. Để loại thơ này đỡ nhàm chán trong muôn ngàn sự việc xảy ra hàng ngày, trong muôn ngàn tâm tư, cảm xúc, tôi cố chọn lọc những gì nổi bật nhất, đập vào tim óc nhất. Coi mình là người ghi chép cảnh thực, tình thực của một giai đoạn lịch sử đớn đau tột độ. Tôi luôn luôn tôn trọng sự thật, không cường điệu, khuếch đại, bôi đen hoặc gây cấn hóa. Và lại nguyên những sự thật cũng chỉ ghi được phần nào, cần gì phải vẽ vời thêm. Tôi hết sức tránh những chữ, những hình tượng cầu kỳ, văn chương, vì nó không hợp với loại thơ tôi làm. Tôi cố vươn tới sự giản dị như một nhà thơ Pháp đã nói, S'élever à la simplicité. Nhà phê bình Viên Mai đời Thanh có kể lại chuyện một anh bán cháo lòng, học hành ít, khi mẹ chết có làm mấy câu thơ đơn sơ khóc mẹ. Khóc nhất thanh, khiếu nhất thanh, ngã đích thanh âm nương quán âm, như hà nương bất ứng. Tạm dịch, khóc một tiếng, gọi một tiếng, tiếng con thân quen với mẹ là vậy, mà sao mẹ không trả lời. Và Viên Mai phê, đọc xong người đọc nhợt nhạt cả mặt mày. Khi còn trẻ, đọc xong tôi cũng thấy lòng lịm đi, không thấy chữ nghĩa đâu, hình tượng văn chương đâu, chỉ thấy nỗi đau đớn bàng hoàng của người con bên xác mẹ. Thì ra thi tại ngôn ngoại, bất tại ý chung là vậy. Nhưng giản dị khác với nôm na tầm thường, cái khó là ở chỗ đó. Trong kho tàng ca dao Việt Nam không thiếu gì những câu mộc mạc đơn sơ mà nhiều nhà thơ còn xa mới đạt được. Xin nêu ra vài câu trữ tình hoặc hiện thực chính xác. Em như bông súng cuối ao, tím thầm tím vụng, tím vào duyên anh. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về chưa mặc lòng. Cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Một đêm quân tử nằm kê, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm. Tuy tôi cố gắng vươn tới sự giản dị, nhưng đạt được hay không lại là chuyện khác. Có điều chắc chắn là tôi theo sát sự thực tới mức tỉ mỉ. Chẳng hạn như khi tôi làm hai câu thơ, chỗ tôi nằm 60 phân chiếu rộng, hai người bên một hồi một ho lao. Vì không có thước, tôi phải dùng tay đo chiếu tôi xem được mấy gang tay. Còn hai người nằm bên là bác Kha Vạn Yên người Lào, bị hồi, đã từng nằm ở trại hồi 4 năm. Và anh Ngô Xuân Anh, một thanh niên miền Nam tập kết ra Bắc bị ho lao. Cả hai đều chết trong tù. Sau này vào hỏa lò ở chung với Lưu Manh, tôi đọc cho họ nghe bài thơ có hai câu đó. Tôi bị họ nhao nhao phản đối, kết tội tôi là tô hồng cho nhà tù Cộng sản. Vì thực tế, chỗ chúng tôi nằm chỉ có 20 phân, dưới chân còn có một người nằm ngang, chúng tôi phải nằm úp thìa, không duỗi thẳng chân được. Tôi phải thanh minh với họ là hồi làm bài thơ đó, tôi ở trại trên rừng, nằm rộng đúng như vậy, nên viết vậy. Thực ra cũng có lúc tôi phải viết khác sự thực một chút, vì trong thơ không thể giải thích dài dòng. Thí dụ trong bài Anh gặp em, lúc đầu tôi làm y sĩ công an nhìn em nạt nộ om sòm. Đó là sự thực, nhưng chưa phải là sự thực hoàn toàn. Người đọc có thể hiểu lầm cho là vô lý. Tại sao khi tên y sĩ công an nhìn cô gái trẻ miền Nam ho ra máu sắp chết lại nạt nộ? Cái tên y sĩ này lúc nào cũng nạt nộ, túm tóc tát đá bệnh nhân. Đó là thói quen của hắn, chứ không phải vì nhìn thấy cô gái đó mới nạt nộ. Tôi đọc cho anh Phùng Cung nghe để bàn xem. Anh Cung suy nghĩ rồi nói, thôi nên đổi lại là y sĩ công an nhìn em, thôi nạt nộ om sòm. Và chúng tôi đồng ý với nhau là cho tên y sĩ vô lại đó được làm người một lần. Tóm lại, chất liệu thơ của tôi là muôn ngàn cuộc đời tan nát chôn vùi, trong đó có cuộc đời tôi. Tôi không hư cấu chi cả. Triệu cuộc đời khổ oan, nát tan trăm ngàn mảnh, chép lại mới hóa thành mấy vần thơ ai oán. Vì toàn là cảnh thực người thực nên có đôi chỗ cần giải thích. Thí dụ câu một chút đường bạn quăng dây cho,
Quăng dây là thế này, khi sống trong xà lim một hỏa lò, những người hàng tháng có tiếp tế, phần nhiều là những người tham ô buôn bán, muốn cho nhau chút quà, phải tháo sợi dây dứa dài ở túi đựng đồ tiếp tế ra, buộc vào cái lược hoặc một bàn chải đánh răng, lao cái lược qua phía dưới cửa sắt buồng mình sang cửa buồng dễ đối diện, sau đó xếp quà định cho vào một túi ni lông, phải dàn mỏng độ 3 phân vì cửa buồng chỉ cách mặt đất có thế, rồi buộc túi ni lông vào đầu dây. Người nhận quà cầm cái lược kéo nhẹ nhẹ túi quà sang buồng mình, tháo quà ra, lao trả lại cái lược. Quản giáo mà bắt được thời bị cùm, bị cắt tiếp tế. Nàng thơ của tôi, nàng thơ thực tế, chỉ là một nàng thơ khốn khổ nhục nhằn, vì bản thân tôi cũng như toàn dân tộc bị lăng nhục đầy đọa. Nàng thơ của tôi khát thèm rau muống, mộng bát cơm đầy, quỷ đói hay ma. Nàng đâu có được như nàng thơ của các thi sĩ khác, đường trần gian xuôi ngược để vui chơi, hoặc mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, có sự nhàn tản để thương mây khóc gió, để sầu vũ trụ, có thuốc phiện có gái để phách ngọt đàn hay nệm khói êm, để đặt em lên ngai thờ nữ sắc, rồi trong âm thầm chiêm ngưỡng một làn da. Ôi cái thời mất nước mà sao nó thanh bình an lạc thế, có đúng thế không? Ông Vũ Trọng Phụng, ông Ngô Tất Tố và nhiều ông nữa bảo là không. Văn là người mà, sau này vị nào nằm trong nanh vuốt cộng sản thì hiện nguyên hình hết. Có một học giả Pháp giỏi tiếng Việt, tôi quên mất tên, có khen truyện Kiều có thể đem so sánh với bất cứ một tập thơ cổ kim nào trên thế giới mà vẫn giành ưu thế. Cũng vị này lại nói, lúc văn học lãng mạn Việt Nam đương nở rộ vào những năm 30-40 là văn học Việt Nam không có tình yêu. Tôi suy nghĩ mãi về nhận định thứ hai này. Quái, thơ văn có nhiều anh em thế mà lại bảo là không có tình yêu. Hay là tại nó không thực, không sâu nặng thấm thía, mà nó văn chương, nó lung bông, viển vông quá chăng? Hay có lẽ tại chưa có đủ thời gian để tiêu hóa nổi dòng văn học anh em vĩ đại của Pháp. Xưa cũng như nay, văn thơ là để nói lên cái tâm huyết, cái chí khí của mình. Tôi chỉ là một người dân đen của lớp người sống cực nhọc nhất, thê thảm nhất. Ta như chó đói vật vờ, người thấy mùi cơm hao háo. Lòng chỉ cầu mong sao, no ấm sum hòa, họa đỏ tiêu tan. Tù lần thứ ba này, tôi nằm xà lim hơn 8 năm, sống bẩn thỉu hôi hám như một con chuột cống. Có điều thua con chuột cống ở chỗ đói, rét, ốm, đi không vững. Chưa kể tới những tháng cùm kẹp, tôi nhiều lúc tuyệt vọng, chán trường, rũ ra, muốn tự sát, coi cái chết là sự giải thoát. Nhưng nghĩ tới công việc mình chưa xong, lại vượt qua. Đói, rét, ốm, đọa đầy, cắt bỏ chỉ một giây, nhưng thơ còn chờ đây, không được hèn như vậy. Có lúc tuy, cờ rũ giữa tâm hồn tôi đã cắm, tôi cố lên gân, nhủ mình phải có khí phách anh hùng. Nhưng vì trong máu không có một tí chất anh hùng nào cả, nếu khoa học tiến bộ, thử máu tôi sẽ thấy không có chất đó, nên lâm vào cảnh năm rồi năm trời đất mịt mùng, khí phách anh hùng rũ lả. Tuy nhiên, tôi có chút lòng tự trọng, tin vào lẽ phải, tin vào số phận, không anh hùng nhưng không hèn. Hèn thì không chống chọi được với cộng sản, tử thần quật ngã ngay. Không vợ con, nhà thơ tóc trắng, có thù lao, đao phủ mõm đen. Tất cả bắt ta phải chết phải hèn, ta sống không hèn, thơ tất thắng. Cũng có lúc tôi coi mình như một kẻ tu hành đắc đạo, diệt chết thất tình, hỷ nộ, ai cụ, ái ố dục. Nhưng chỉ được một thời gian, lòng phàm còn nặng, không thoát tục nổi. Ta thực sự từ lâu coi mình như đã chết, nhưng hữu thân hữu khổ biết làm sao. Đói rét ốm đau, rau muối thuốc lào, tất cả vẫn hành ta rất mệt. Có một bà vì buôn bán vào nằm ở xà lim một hỏa lò, nghe tôi đọc mấy câu này, bật cười thương hại, đút lót cho tên quản giáo, xin nó ít thuốc lào rồi cho tôi. Có thời kỳ tôi gầy ốm quá, tưởng chắc chết. Mấy ông to ở bộ về thanh tra trại, nhìn tôi cười khen đều. Trông anh dạo này béo tốt khỏe đấy, cứ làm thơ đi rồi để Diêm Vương xuất bản, run đất nó ngâm.
Nhân sự kiện này tôi có làm bài thơ Nhìn Suất Cơm. Tôi suy nghĩ về cái sống, cái chết trong tù, rồi kết luận: ngoài đòn chủ yếu đánh vào bản năng sinh tồn cơ bản nhất miếng ăn, còn đủ thứ nhục nhằn khiến chúng ta sống được là vô cùng khó khăn khốn khổ. Song cái chính là sống sao để sống không xấu hổ, còn cái chết thời ai có thể cản ngăn. Ngày xưa những anh hùng hào kiệt thất thế có làm thơ, thơ họ khí phách lắm. Đặng Dung có bài thơ Đường Luật rất ngang tàng, trầm uất với hai câu kết: quốc thù vị báo đầu tiên bạch, kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma. Nghĩa là thù nước chưa trả đầu đã bạc, bao lần mang lưỡi gươm long tuyền ra mài dưới ánh trăng. Một bậc nho giả thời trước đọc xong phê: phi hào kiệt bất năng, nghĩa là không phải hào kiệt không thể làm nổi. Quận he Nguyễn Hữu Cầu nằm trong ngục đợi ngày ra pháp trường, chút tâm sự vào một bài thơ hào sảng cực hay: nhất lung thiên địa tàng thân tiểu, vạn lý phong vân cử mục tần. Hỏi sao sao lụy cơ trần, bận tài bay nhảy xót thân tang bổng. Nào khi vỗ cánh rỉa lông, hót câu thiên túng trong vòng lao lung. Chim oanh nọ vẫy vùng dậu bắc, đàn loan kia túc tắc cảnh nam. Mặc bay đông ngữ tây đàm, chờ khi phong tiện dứt giảm vân lung. Bay thẳng cánh muôn trùng tiêu hán, phá vòng vây bạn với kim ô. Giang sơn khách diệt chi hồ. Đây cũng thuộc vào loại thơ phi hào kiệt bất năng. Vì năng lực hạn chế, tôi làm thơ rất vất vả, mất nhiều công sức thời gian. Có những việc định làm thành thơ mà phải 5-10 năm sau mới làm nổi. Thí dụ như bài Thần Hồ có vẻn vẹn 8 câu. Chuyện xảy ra từ năm 1971 mà mãi tới bao năm sau tôi mới làm được. Cảnh trốn trại bị bắn chết, cảnh đánh đập xảy ra hàng ngày mà cũng phải nhiều năm sau mới đưa được vào thơ. Có những cảnh đến bây giờ tôi cũng chưa cho thành thơ được. Làm xong mỗi bài thơ phải sửa chữa rất nhiều. Tập Hạt Máu Thơ phần 2 của Hoa Địa Ngục tôi làm từ năm 1978 tới năm 1988, được hơn 400 bài. Năm 1988, vì quá yếu tôi không làm thơ nữa, dành thời giờ để học thuộc. Ngày nào tôi cũng đọc lại trong đầu trọn vẹn hơn 400 bài. Cứ đọc như thế, trong gần 1.000 ngày, tôi thuộc lầu lầu như một cuộn băng. Có những ngày mưa rét, vừa nhẩm đọc, vừa ứa nước mắt, lưng dựa vào tường, người run rẩy. Tới cuối năm 1990, tôi từ trại Thanh Liệt chuyển đi Ba Sao, ở chung với các tù chính trị khác. Lúc đó tôi bị bệnh đau đầu, không nhẩm đọc thơ nữa. Tôi cũng chủ quan cho rằng thuộc đến thế, thời không thể quên nổi. Tháng 10 năm 1991, tôi được tha. Về nhà định chép thơ ra giấy rồi giấu đi, tôi thấy quên gần hết. Thì ra đầu óc không còn như trước nữa, suy yếu nhiều. Tôi phải mất hơn một năm trời nằm vặn óc ra mới nhớ lại được hơn 300 bài. Còn độ 100 bài thời không thể nhớ nổi. Từ đầu năm 1993, tôi đã nhờ ba người chuyển tập thơ ra ngoại quốc. Nhưng tới phút cuối cùng họ e ngại, bỏ tập thơ đi. Có điều là không ai phản tôi nộp cho công an. Tôi hoàn toàn thông cảm với họ. Việc tôi nhờ quá nguy hiểm cho họ. Tôi cho là số phận cả. Nếu tập thơ họ mang lọt đi, tôi đã đi tù và có khi chết rồi. Tôi chuẩn bị nhờ chuyển tập thơ lần thứ tư, thì tôi được hộ chiếu đi Hoa Kỳ. Sang tới Hoa Kỳ hôm 1 tháng 11 năm 1995, sáng hôm sau, tôi bắt đầu viết thơ ra giấy ngay. Tôi sợ để chậm trễ sẽ quên. Kể từ khi Lenin nắm chính quyền ở Nga tới nay, thấm thoát đã gần một thế kỷ. Bao nhiêu bài báo, bao nhiêu trang sách nói về tội ác cộng sản, nhưng nhiều đại trí thức vẫn hiểu sai về chúng. Từ Anatole France, Romain Rolland, Tagore, Bernard Shaw, tới Aragon, Bertrand Russell, Picasso, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Joliot Curie, không kể xiết. Bây giờ đây, hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ, bộ mặt thực của cộng sản đã bị lộ rõ. Có người cho rằng ai cũng hiểu rõ chúng rồi. Tôi không nghĩ vậy. Không nói tới thế giới, ngay người Việt trong nước cũng như ngoài nước, nhiều người hiểu nhưng chưa thấu, nhất là chưa thấm.
tuổi trẻ lại càng ít hiểu về Cộng sản hơn. Tuy các em đầy tài năng, đầy nhiệt huyết, mà tương lai đất nước lại ở trong tay các em. Bọn Cộng sản vẫn lù lù đó, ngồi trên đầu trên cổ dân tộc. Việc vạch mặt chúng vẫn rất cần thiết. Biết rõ chúng mới chiến đấu được với chúng. Mà cũng cần biết rõ về mình nữa. Đã chắc là mình nhìn thấy bản chất, nhìn thấy tim đen Cộng sản chưa? Tất cả chúng ta vẫn tiếp tục phải tìm hiểu. Không ai có thể tự mãn, cho là mình đã quá rõ rồi. Nhất là trong giai đoạn này, chúng đang biến hóa, thay đổi hình dạng để tồn tại. Lại có người cho là đề tài Cộng sản trong văn học bây giờ đã cạn kiệt, nhàm chán rồi. Tôi nghĩ khác. Thời đại Cộng sản chiếm quyền là một thời đại xáo trộn, quái gở nhất, đau thương bi đát nhất, đều cáng nhất, chất chồng tội ác nhất, tính chất cũng khác hẳn các thời đại trước của lịch sử. Chúng ta chưa có một tác phẩm nào mô tả được đầy đủ. Đó là do khả năng của chúng ta. Có thể sau này sẽ có một thiên tài văn chương làm công việc đó. Gần 60 năm sau cuộc nội chiến của Mỹ mới có Cuốn Theo Chiều Gió. 50 năm sau cuộc tiến công của Napoleon vào Nga mới có Chiến Tranh Và Hòa Bình. Hơn 1.000 năm sau thời Tam Quốc mới có Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, v.v. Trong văn học không có đề tài nào cạn kiệt cả, chỉ có tài năng cạn kiệt thôi. Việc nam nữ yêu đương là chuyện bình thường quá, có từ khi có loài người. Viết về nó cũng quá nhiều rồi, nhưng không nhàm chán được. Nhàm chán hay xúc động là do người viết, đừng đổ tại đề tài. Sự tàn bạo man rợ của Cộng sản, tôi hiểu. Thế mà khi đọc truyện ngắn Người Dắt Lạc Đà của Tùng Duy Hy, người Trung Quốc viết về cách mạng văn hóa, viết về tội ác của chế độ Mao, của Hồng Vệ Binh, tôi vã mồ hôi chán ra vì xúc động, vì phục tài người viết. Tôi đọc tới 3 lần, tôi vẫn sẽ viết về thời đại Cộng sản kỳ quái, dù không hay do bất tài, chứ không phải do đề tài. Tôi sẽ dùng văn xuôi để có thể diễn tả cụ thể, chi tiết về những điều tôi đã nghe, đã thấy, đã sống. Nếu kém cỏi về nghệ thuật thì cũng có thể dùng làm tư liệu để sau này người khác tìm hiểu khi muốn viết về giai đoạn lịch sử của chúng ta. Biết đâu sẽ có một La Quán Trung, một Margaret Mitchell, một Alexandre Dumas, một Leon Tolstoy Việt Nam. Nằm ở trong xà lim, tôi đã lường trước được rằng sẽ có bạn thấy viết về Cộng sản mãi là nhàm chán, nên có làm mấy câu thơ để xin các bạn đó thông cảm cho tôi. Không sống trong lòng Cộng sản, bạn nên thông cảm một điều. Chế độ Mác Lê tôi sở dĩ nói nhiều tới mức phát nhàm, phát chán, vì thực tế không nhàm, không chán, mà kinh hoàng, ai oán lắm bạn ơi. Tôi sẽ nói khắp nơi, sẽ nói suốt đời, nói tới muôn đời, nói mãi. Còn về tình thương, tôi có bàn tới trong một bài thơ trong tập thơ này. Nhưng để thay lời kết, tôi xin mượn 2 câu thơ của thi hào Virgil. Ta đã từng nếm mùi tân khổ, nên ta biết thương người trong bước gian truân. Ngày 12 tháng 2 năm 1996. Tiết mục đọc thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện và những bài viết về ông đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị lần sau. Trân trọng kính chào, tạm biệt.